Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Và bản tin hôm nay của chúng tôi sẽ gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Dù còn nhiều khó khăn nhưng sự ra đời của các dự án sách ảnh khôi phục trang phục cổ các triều đại Việt Nam là một tín hiệu tích cực cho sự bảo tồn các giá trị truyền thống của dân tộc. Lịch sử và văn hóa truyền thống ngày càng nhận được sự quan tâm của giới trẻ. Có nhiều dự án nhằm tôn vinh và giúp cho nhiều người trẻ tiếp cận gần hơn với những giá trị truyền thống được chính các bạn trẻ thực hiện. Và mới đây, hai dự án sách ảnh khôi phục tạo dựng trang phục cổ của các triều đại Việt Nam đã ra mắt và được công chúng đón nhận. Dù còn nhiều khó khăn, nhưng sự ra đời của các dự án là một tín hiệu tích cực cho sự bảo tồn và lưu truyền các giá trị truyền thống của dân tộc. Vào thời kỳ Lê Sơ thế kỷ thứ 15, viên lĩnh là loại áo phổ biến trong đời sống của người Việt. Áo viên lĩnh đã được mô tả chi tiết trong cuốn sách Dệt nên triều đại do nhóm tác giả thuộc Trung tâm Văn hóa Việt Nam Central thực hiện. Không chỉ tập hợp dữ liệu lịch sử, các tác giả còn phục dựng và chụp ảnh minh họa những bộ trang phục thời kỳ Lê Sơ. Ngoài bản cứng, Dệt nên triều đại còn có bản số với hai thứ tiếng Việt-Anh. Chúng tôi muốn tạo nên cuốn sách này với cái ước nguyện là dễ dàng tiếp cận hơn với cái cộng đồng trẻ, tại vì nó là rất là nhiều hình ảnh, nó không quá khô khan. Và cái thứ hai là cũng giúp tạo thành một cái tư liệu để mà sau này những cái đội ngũ mà làm về sáng tạo, về nghệ thuật, về văn hóa Việt Nam thì họ có cái để mà họ thực hiện, họ dùng làm gọi là tham khảo khi mà họ làm phim, video clip hoặc là những cái bản thiết kế. Cuốn sách ảnh Lam Dũ thuộc dự án Việt Sử Kiêu Hùng của nhóm Đuốc Mồi lại tổng hợp các nghiên cứu về trang phục, phong tục thời Lý, Trần, Lê, trong đó lấy nhà Trần làm chủ đạo. Thực hiện cái cuốn sách này thì gặp rất là nhiều khó khăn, đặc biệt là cái phần tập hợp sử liệu nghiên cứu. Chỉ có một vài dòng ghi chép, những cái tượng ngày xưa thì nó cũng đổ nát rất là nhiều. Thậm chí nhiều bức tượng chỉ có một phần thôi chứ không có hoàn chỉnh nữa. Nhóm mình phải dựa vào những cái phần còn sót lại đó, minh họa lại và mô tả lại sau khi đã tham khảo những chuyên gia. Chủ đề về trang phục cổ của người Việt không mới khi có nhiều học giả đã xây dựng lại hình ảnh tổng quan về cách thức ăn mặc của cha ông. Tuy nhiên, để phục dựng và minh họa bằng tranh hay ảnh thì số lượng sách hiện có rất ít. Cả hai ấn phẩm đều là thành quả từ hình thức gây quỹ cộng đồng. Dù mới phát hành trong khoảng một tháng nhưng hai cuốn sách đã nhận được nhiều phản hồi từ các độc giả, đặc biệt là những người trẻ. Những cái sách ảnh đó thực sự là một cái làn gió mới đáp ứng được cái yếu tố về tính đại chúng, rất quan tâm đến yếu tố thẩm mỹ, thiết kế, design. Ngay khi cầm cuốn sách thì những cái hình tranh vẽ này, ảnh chụp này, thiết kế mỹ thuật đều được các bạn trẻ rất là tài năng làm rất là chỉnh chu. Khi xem cuốn sách thì các bạn cũng sẽ thấy dễ hiểu, là mường tượng là cái cách mặc nó như thế nào. Văn hóa truyền thống nói chung và trang phục cổ nói riêng được xem là giá trị cốt lõi của một dân tộc. Với tình yêu lịch sử, với việc tiếp cận những nguồn thông tin chính xác, với sự nghiên cứu nghiêm túc, chỉn chu, nhiều bạn trẻ đã khôi phục lại những đặc trưng văn hóa truyền thống của dân tộc. Đó là tín hiệu tích cực để bức tranh trực quan về diện mạo của lịch sử trang phục người Việt ngày càng hoàn thiện hơn, được quảng bá rộng hơn tới độc giả trong nước và quốc tế. Và đến đây thì bản tin thời sự của chúng tôi cũng xin được khép lại.